Rồi học tiếp nha con. Đâu rồi? Yes. Rồi. Con đọc đoạn tiếp theo cho cô đi nè. Peter and I laughed. Peter and I laughed when we We sold the baby horses. We saw saw the the baby horses. They had pretty brown eyes and make funny noises. When we said your new names are Cloudy and Star. On Monday, we bought road meet the gym. Grandpa oldest horse around the biggest field. Dude. Peter and I really love that holiday. It was Fantastic. fantastic. Fantastic nghĩa là gì con? Fantastic Fantastic. là gì? Con có fantastic là tuyệt vời. Rồi, làm đi con. The boy called the two baby horses là Cloudy and Star. Ok. Cloudy and Star. Đúng rồi. Number 6 nào, Vy? Number 6 đi con. Câu tiếp theo làm sao? The boys roll meet the gym around their grandfather's oldest horse around the biggest field. The boys drove Mr. Jim around their grandpa field. Field chứ, đọc gì vậy? The biggest field. Nghe là biggest field. Yes. Ok. Rồi. Number 7. Ben and his brother enjoy it. Really love that holiday. Enjoy that holiday a lot. Ok. Được chưa? Yes. Rồi, ta xô. Ok. Con có câu hỏi gì ở cái phần này nữa không? No. Rồi, bây giờ mình sẽ qua phần tiếp theo ha. Sẽ share với con bài mới nào. I say wish you another. Rồi, con đợi cô tí xíu nào. Mình qua bài số 10 nha. Now, this
Rồi, thấy chưa con? Unit 10, people in our street. Yeah. Bài cô sai không? Yes. Ok. Rồi. People in our street. Rồi. Now, let's guess what part of speed we need for each blank. Như vậy. Rectangles to put in the gaps you choose. À, bây giờ con sẽ có là cái bài này. Làm sao mà con chọn? I live. Con tự chọn đi, con tự chọn những cái từ để điền thích hợp vào cái bài này này. Hi, I live in gì đó. There are only about houses and flats. Con có từ flat, con nhìn sơ qua cái đoạn này đi. Con cho cô biết đó là ở trong này có từ nào con không biết không, biết nghĩa không? Con có từ flat nghĩa là gì? Flat nghĩa là gì? Nào, con nhìn trong cái đoạn đó đi, từ nào không biết nghĩa không? Con gạch chân từ con không biết nghĩa đi Phi. No, từ nào con cũng biết nghĩa. Ok. Rồi, vậy thì bây giờ con đi tìm từ thích hợp con điền vào đây cho cô nhé. Đó, con điền đi. 2 minutes for you. Từ nào cũng được hả? Đúng rồi, từ nào phù hợp. I live in Nguyễn Thị Thọ. Nguyễn Thị Thọ Street. Rồi. There are only about, There are có only bao nhiêu căn nhà và căn hộ trên đường đó? Con đoán, con cho đại một con about số đi. ten. There are only about 10 houses hả? Yes. Rồi tiếp đi. Con đọc lên. I don't know. Đọc đi con. Đọc I là lười đọc don't vậy. know. I don't Con đợi cô xíu. know. I don't know everyone. Rồi, I don't know everyone, but we friends with the fish family. Rồi, sao nữa? They live in a huge. Chữ huge này có nghĩa là gì Vy? Chữ huge nghĩa là gì con?
chữ Đúng rồi. nào? Chữ này Con nè. Nè, chữ huge nè. à, I Đó, vậy sao hồi nãy cô coi, cô nói là coi thử trong bài có từ nào không biết nghĩa thì lại không không nói. Cái từ đó có nghĩa là khổng lồ, to lớn. À. Rồi, thôi cái bài này á con về con tự nghĩ ra, con xem. Là bài về nhà của con nè. À, rồi hôm sau mình sẽ làm tiếp bài này ha. yes. Ok. Con về con chuẩn bị bài này. Rồi cô sẽ gửi bài cho con nữa. Và con nhớ làm cho cô nha. À chưa. Bài vừa rồi con mới học xong là phần à bài số 9 là có bài về nhà chứ. Rồi, cô sẽ gửi cho Vi nhé. Rồi, con có câu hỏi gì cho bài hôm nay không? No. Rồi, nếu con không có câu hỏi gì mình dừng buổi học ở đây ha. See you Yes. next week. Bye bye Vi. Yes. Bye bye con. Yes.